Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa có kế hoạch tổ chức chiến dịch tiêm liều bổ sung, liều nhắc lại vaccine phòng COVID-19. Theo đó, chiến dịch được triển khai ở tất cả các xã phường, đảm bảo tỷ lệ bao phủ và tỷ lệ sử dụng vaccine cao cho người trong độ tuổi tiêm chủng được tiêm liều bổ sung và nhắc lại. Về thời gian cụ thể, từ tháng 12 năm 2021 đến tháng 1 năm 2022, sẽ tiêm bổ sung cho 104.000 đối tượng. Từ tháng 12 năm 2021 đến tháng 3 năm 2022, tiêm liều nhắc lại cho hơn 764.000 trường hợp. Và từ đầu tháng 4 năm 2022, sẽ tiêm nhắc lại cho các đối tượng đã tiêm liều bổ sung và tiêm vét cho các đối tượng đã đến thời điểm tiêm nhắc lại, với khoảng hơn 112.000 trường hợp. Với tổng số hơn 980.000 đối tượng cần tiêm, thì thành phố sẽ tổ chức khoảng 17 điểm tiêm, bao gồm cả điểm tiêm lưu động với 156 bàn tiêm, để đảm bảo tiêm chủng theo tiến độ và đảm bảo an toàn.